ngân hàng tiền ảo khổng lồ Signature Bank bị đóng cửa. Novaland muốn phát hành thêm gần 3 tỷ cổ phiếu. Trung Quốc mở cửa đặt ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp dệt may. Tất cả thông tin sẽ có trong Chợ Chứng sáng nay. Về diễn biến thị trường, đóng cửa, VN-Index giảm 0,2 điểm, dừng chân ở mốc 1052,8 điểm. Thanh khoản trên sàn HOSE phiên hôm qua đạt hơn 11.000 tỷ đồng về giá trị. Chỉ số VN-Index kết phiên giảm nhẹ, chỉ 0,2%, nhưng bên bán chiếm ưu thế với 288 mã giảm. Top các cổ phiếu dẫn dắt đà giảm điểm là BID, VCB, HVN. Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu như VHM, VPB, VRE đã tăng mạnh kìm hãm đà giảm của thị trường. Khối ngoại tiếp tục mua dòng với giá trị phiên hôm qua đạt hơn 841 tỷ đồng. Về chiến lược thị trường kết phiên bằng một cây nến xanh tăng điểm với thanh khoản khá tốt, lớn hơn mức trung bình 20 phiên trở lại đây. Việc VN-Index được hỗ trợ bởi hai đường trung bình động MA 1 tháng và 1 quý là một tín hiệu rất là tích cực. Tuy nhiên thì hiện tại ngưỡng tâm lý 107X vẫn thực sự là một thách thức lớn. Vậy nên nhà đầu tư trading ngắn hạn có thể chốt dần vị thế khi giá tiệm cận vùng này, vì xu hướng chính của thị trường vẫn là downtrend. Và thêm một thông tin về thế giới, đó là Signature Bank, ngân hàng tiền ảo lớn nhất ở Mỹ và trên thế giới, đã bị nhà chức trách nước này đóng cửa vào ngày Chủ nhật, ngày 12 tháng 3. Trước đó, nhà băng này đã rơi vào một cuộc khủng hoảng niềm tin sau khi ngân hàng Silicon Valley Bank bị cơ quan chức năng Mỹ giành quyền kiểm soát vào hôm thứ Sáu. Không chỉ chao đảo vì khủng hoảng niềm tin, Signature còn lâm nạn vì có đặt cược lớn vào hoạt động ngân hàng tiền ảo trong bối cảnh thị trường tiền ảo tụt dốc và các cơ quan chức năng siết chặt giám sát đối với việc các ngân hàng có dính líu đến tài sản số. Signature Bank sập tiệm là vụ đổ vỡ ngân hàng lớn thứ 3 trong lịch sử Mỹ sau vụ SVB và vụ lớn nhất là Washington Mutual vào năm 2008. Nhà chức trách tuyên bố khách hàng của Signature sẽ được nhận lại toàn bộ tiền gửi, bao gồm cả những khoản tiền gửi vượt trần bảo hiểm tiền gửi liên bang là 250.000 đô la Mỹ. Về thông tin trong nước, Novaland muốn phát hành thêm cổ phiếu để tái cấu trúc nợ và làm dự án. Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova thông báo tài liệu lấy ý kiến cổ đông và văn bản dự trình tại đại hội cổ đông thường niên năm 2023 tới đây. Trong số này thì có kế hoạch tăng vốn khủng thông qua phát hành cổ phiếu ESOP, phát hành mới cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, một số phương án tái cấu trúc và bảo lãnh thanh toán tại các công ty con, công ty liên kết. Sau phát hành, vốn điều lệ của Novaland sẽ vượt 49.000 tỷ và trở thành doanh nghiệp bất động sản có vốn điều lệ lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Và thêm một thông tin khác, đó là Trung Quốc mở cửa trở lại, nền kinh tế đặt ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp dệt may trong năm 2023. Hiện tại Trung Quốc là thị trường nhập khẩu sợi chính của Việt Nam, chiếm 48% tổng giá trị xuất khẩu. Các doanh nghiệp sản xuất sợi có tỷ trọng xuất khẩu sang Trung Quốc cao như công ty cổ phần Đam San sẽ tận dụng được lợi thế. Ngoài ra, một số mặt hàng xuất khẩu dòng của Trung Quốc được lưu thông trở lại có thể giúp giảm chi phí đầu vào của các doanh nghiệp may mặc như VGT, HTG, PPH. Nhưng Trung Quốc mở cửa trở lại, nền kinh tế cũng đặt ra thách thức cho các doanh nghiệp may mặc trong năm 2023. Hiện tại, Trung Quốc đang là đối thủ cạnh tranh chính của Việt Nam tại thị trường Mỹ. Giá trị nhập khẩu hàng dệt may của Mỹ năm 2022 đạt 132,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,9% so với cùng kỳ. Với 25,65% thị phần, Trung Quốc là nhà cung cấp hàng dệt may lớn nhất cho Mỹ. Theo sau đó là Việt Nam với 14,87% thị phần. Các doanh nghiệp may mặc có tỷ trọng xuất khẩu cao sang Mỹ như MSH, GIL, TCM, VGT sẽ gặp khó khăn trong 6 tháng cuối năm 2023. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chợ Chứng sáng nay của chúng tôi. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã dành thời gian theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!